Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Dự án mũi đèn đỏ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang bị kê biên để giải quyết hậu quả của vụ án Vạn Thịnh Phát. Siêu dự án này rộng 118 ha, được đầu tư với số vốn 6 tỷ đô la Mỹ thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Dự án mũi đèn đỏ có vị trí đắc địa tại ngã ba sông Sài Gòn và sông Nhà Bè. Từ đây có thể nhanh chóng đi sang thành phố Thủ Đức bằng trục đường cầu Phú Mỹ, vành đai 2 hoặc sang huyện Nhân Trạch Đồng Nai bằng và cắt lái. Thời điểm đó, với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, dự án là khu phức hợp gồm công viên đa chức năng, văn phòng, biệt thự, căn hộ, khách sạn, bến cảng du lịch thuyền lớn nhất Việt Nam và mang tầm quốc tế. Khi dự án này chưa được chính phủ phê duyệt, Bà Lan đã chỉ đạo dùng tài sản này, tài sản hình thành trong tương lai để đảm bảo cho 137 khoản vay, tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng của 100 khách hàng công ty và cá nhân thuộc nhóm bà Lan. Đến thời điểm khởi tố vụ án, tháng 10 năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ 133.710 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là gần 108.000 tỷ, 26.317 tỷ đồng nợ lãi, chiếm hơn 22% tổng dư nợ gốc của nhóm Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Tinh Phát tại SCB. Được biết dự án mũi đèn đỏ còn có cảng tàu khách quốc tế được cho là lớn nhất Việt Nam. Bến tàu này có diện tích khoảng 2 hecta, được thiết kế cho khoảng 5.000 người. Cạnh dự án mũi đèn đỏ là cầu Phú Mỹ, nối liền quận 7 và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó còn có bến cảng bông sen và bến cảng rau quả với nhiều tàu thuyền neo đậu, giao thương. Phối cảnh dự án cũng từng khiến thế giới bất động sản cả nước vã mồ hôi bởi độ hoành tráng. Ai cũng choáng ngợp khi nghe giới thiệu giá trị đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ với kỹ thuật đồ họa 3D xuất sắc các đoàn du thuyền siêu to, siêu khổng lồ cũng được góp mặt vào phối cảnh dự án mũi đèn đỏ. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn là một bãi đất trống mênh mông với cỏ dại, cây cối cao quá đầu người, khu đất đang được người dân trong vùng tận dụng nuôi lợn, gia tăng sản xuất, không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa quyết định xử phạt hành chính với tập đoàn đầu tư An Đông pháp nhân lõi trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát liên quan đến phát hành trái phiếu Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 92,5 triệu đồng do tập đoàn Đầu tư An Đông không công bố đối với các thông tin phải công bố theo quy định. Đó là việc công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023. Tập đoàn đầu tư An Đông cũng không báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2020 và 2022, báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2020 và năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, công ty này cũng không công bố thông tin đúng thời hạn về báo cáo tài chính bán niên trong năm 2021-2022 và tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021. Tập đoàn đầu tư An Đông là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo báo cáo trước đó, tập đoàn đầu tư An Đông hiện có 3 lô trái phiếu đã phát hành với tổng giá trị lên đến gần 25 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm gồm hai lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9 năm 2018, kỳ hạn trả lãi lần lượt là 3 tháng, 6 tháng, đáo hạn ngày 10 tháng 9 năm 2023, với tổng giá trị phát hành gần 15.000 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2019, Tập đoàn Đầu tư An Đông phát hành một lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Cùng với An Đông, Ủy ban chứng khoán còn ra chính quyết định xử phạt hành chính khác trong giai đoạn nửa cuối tháng 3, với chung mức phạt 92,5 triệu đồng. Trong số này, một số doanh nghiệp khác trong nhóm Vạn Thịnh Phát cũng bị xử phạt như đầu tư Quang Thuận, đầu tư và phát triển Phú Châu, thiết kế và trang trí nội thất Nora. Một số công ty khác như Đại Phú Hòa, Bách Hưng Vương, Osaka Garden, đầu tư Sun Valley, Hoa Phú Thịnh cũng bị xử phạt hành chính với lý do tương tự nhóm Vạn Thịnh Phát do không gửi công bố thông tin định kỳ cho sở HNX. Điểm chung của nhóm doanh nghiệp này là từng phát hành trái phiếu liên quan cho một dự án bất động sản tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 2005, quê Khánh Hòa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 28 tháng 3, một người phụ nữ lên mạng xã hội đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp con trai mất tích tên Đặng Quang Vinh, sinh năm 1997, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, gia đình nhận được cuộc gọi từ một thanh niên nói anh Vinh đang ở Campuchia. Người này cũng đề nghị mẹ anh Vinh chuyển 6.000 đô la Mỹ để nhận con. Do không lo đủ tiền nên gia đình anh Vinh xin đưa 65 triệu đồng thì được người này đồng ý. Kẻ này còn đề nghị gia đình đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để trao tiền nhận con. Sau đó, địa điểm giao dịch được đổi đến đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, người nhà anh V đến công an phường 25, quận Bình Thạnh để trình báo vụ việc. Sau đó, ngay khi thanh niên vừa nhận 65 triệu đồng tiền chuộc từ người nhà anh về tại địa chỉ số 70 đường D5 thì bị công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên Nguyễn Hoàng Khang đang là sinh viên tại một trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra trong ba lô của Khang, lực lượng chức năng phát hiện số tiền mặt 65 triệu đồng. Vụ việc đang được công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan. Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, các lãnh đạo đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới và cục đăng kiểm Việt Nam đã lợi dụng vị trí công tác không thực hiện đúng quy trình thẩm định kiểm tra, bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận tiền hối lộ của các công ty từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng một hồ sơ. Tháng 3 năm 2019, Trần Anh Quân được bổ nhiệm quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới. Lúc này, các đăng kiểm viên được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế gặp Trần Anh Quân, báo cáo về việc có nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ. Sau đó, Trần Anh Quân và các đăng kiểm viên thống nhất hàng tháng sẽ chia tiền theo tỷ lệ chia cho Trần Anh Quân 700.000 đồng một hồ sơ, bao gồm phần của quân được hưởng, phần của quân ngoại giao tiếp khách và phần để quân chia cho lãnh đạo cục là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà chia cho các phó phòng và mỗi người 100.000 đồng một hồ sơ, cho nhân viên văn phòng mỗi người 50.000 đồng một hồ sơ. Đến tháng 8 năm 2021, Trần Kỳ Hình nghỉ hưu và Đặng Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng. Trong cuộc họp với lãnh đạo phòng va, Đặng Việt Hà đã yêu cầu phòng va hàng tháng phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ đã thẩm định thiết kế, phải bảo đảm lợi ích của Hà là cao nhất. Quân và những người tham gia trong cuộc họp đều hiểu rằng khi nhận tiền trong quá trình thẩm định thiết kế thì phải chia cho Hà tỷ lệ cao nhất. Sau cuộc họp trên, Trần Anh Quân gặp và hội ý với Nguyễn Đức Toàn, Đặng Trần Khanh, Trịnh Bình Dương cùng là phó phòng va và yêu cầu Đặng Việt Hà và thống nhất mảng thẩm định thiết kế do quân phụ trách. Vì thế, quân triệu tập các đăng kiểm viên để bàn bạc thống nhất lại cách thức chia tiền thực hiện theo yêu cầu của Đặng Việt Hà với tỷ lệ Đặng Việt Hà 400.000 đồng một hồ đồ sơ, quân 300.000 đồng một hồ sơ, các phó phòng và mỗi người 100.000 đồng một hồ sơ, đưa vào quỹ ngoại giao 140.000 đồng một hồ sơ, cho các nhân viên văn phòng mỗi người 40.000 đồng một hồ sơ, số tiền còn lại đăng kiểm viên được hưởng. Tất cả các đăng kiểm viên đều thống nhất chủ trương quy ước chia tiền nêu trên. Theo chủ trương trên, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 hàng tháng, sau khi tính toán số lượng hồ sơ đã thẩm định và số tiền tương ứng theo quy ước, các đăng kiểm viên sẽ gặp và đưa tiền mặt cho quân, 3 phó phòng, 4 nhân viên văn phòng riêng tiền quỹ các đăng kiểm viên thống nhất đưa cho nguyễn tuấn châu và vũ hồng quang giữ để sử dụng ngoại giao tiếp khách sau khi nhận được tiền, quân tiếp tục kiểm tra số hồ sơ phòng va đã thẩm định đạt trong tháng nhân với số tiền 400.000 đồng một hồ sơ. Trần Anh Quân sẽ bỏ tiền vào phong bì, trên đó ghi số hồ sơ đã thẩm định và số tiền rồi đưa cho Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của Hà. Đến tháng 10 năm 2022, do cơ quan công an phát hiện xử lý các sai phạm của các đơn vị đăng kiểm nên những người trên không nhận tiền hối lộ trong hoạt động thẩm định hồ sơ thiết kế nữa. Theo kết luận điều tra, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Phòng Kiểm định Xe Cơ Giới đã thẩm định và cấp 29.676 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Bị can Trần Anh Quân nhận tiền từ các kiểm viên hơn 20 tỷ đồng. Số tiền hối lộ nhận được, Quân chia cho Trần Kỳ Hình gần 1,7 tỷ đồng, chia cho Đặng Việt Hà gần 6 tỷ đồng, chi ngoại giao tiếp khách, hội nghị là hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền hối lộ Quân hưởng lợi là hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình cấp phép đủ điều kiện hoạt động, kiểm tra đánh giá trung đăng kiểm 5019D, Trần Anh Quân còn nhận hối lộ của Trần Bửu Tùng số tiền 9.500 đô la Mỹ. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án cựu cán bộ đội chống buôn lậu PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm buôn lậu về hành vi buôn lậu liên quan vụ án cựu cán bộ đội chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu hơn 1.000 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo, trong đó có bị cáo Võ Văn Đông, cựu cán bộ đội chống buôn lậu PC03, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị cấp phúc thẩm không áp dụng hình phạt tiền với 5 bị cáo và tăng hình phạt đối với 8 bị cáo. Bị cáo Võ Văn đồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin nộp lại số tiền hưởng lợi và có nhiều thành tích trong quá trình công tác trong ngành công an và lao động chính trong gia đình, bị cáo Đông xin hội đồng xét xử chuyển từ hình phạt 7 năm tù về tội buôn lậu sang hình phạt tiền. Cùng bị khởi tố lần này có các bị can Nguyễn Thị Mai Thường, Phạm Toàn, Nguyễn Đình Thiều, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, trong đó cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Thường, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn. Các bị can này bị khởi tố liên quan đến vụ án do bị can Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ đội 7 PC03 chủ mưu, đã bị bắt và khởi tố hồi tháng 6 năm 2021. Đối với Võ Văn Đông, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021, Đông đã cho tiến thông tin các container hàng hóa là máy móc thiết bị cũ, từ đó tiến đã chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ thủ tục nhập khẩu 6 container hàng cho Đông trị giá hơn 924,3 triệu đồng trước đó mặc dù biết rõ quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào việt nam nhưng ông tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc thiết bị cũ tại nhật bản trung quốc và việt nam để kinh doanh mua bán nhằm hưởng lợi bất chính Chi phí các chủ container trả cho ông Tiến là 78 đến 90 triệu đồng một container tùy theo thời điểm. Ông Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan. Trong quá trình thực hiện hành vi trên, Tiến và các đồng phạm đã lập nhiều công ty khác nhau để đứng tên pháp nhân nhập khẩu các container hàng và phân công công việc cụ thể cho các nhân viên để làm thủ tục hồ sơ nhập khẩu. Tiến và đồng phạm đã thành lập 47 pháp nhân công ty để nhập khẩu gần 1.282 container máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài, trị giá tính thuế gần 192 tỷ đồng. Xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông 7 năm tù về tội buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù về cùng tội danh. Mới đây, một video trên mạng chia sẻ về nhóm lãnh đạo xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, gồm cả bí thư xã có biểu hiện say rượu, to tiếng qua lại với người dân sau một va chạm giao thông. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, phó chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận, có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Video ghi lại sự việc xuất hiện trên một trang mạng xã hội sáng ngày 29 tháng 3 thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong video do người dân quay lại, tại hiện trường một vụ va chạm giao thông, xe ô tô vì ốt va chạm với xe tải ngược chiều dẫn đến bung cản sau. Nhóm lãnh đạo xã mặc áo sơ mi xanh, biểu hiện say rượu rồi lời qua tiếng lại với tài xế xe tải. Trong 5 phút video, một người trong nhóm lãnh đạo xã Vinh Tiền liên tục lớn tiếng, chỉ tay hăm dọa nam thanh niên được cho là tài xế xe tải. Ông Định Công Quý, bí thư xã có biểu hiện say rượu nhưng là người can ngăn, xoa dịu tình hình nam thanh niên liên tục lùi lại không xô sát với nhóm lãnh đạo xã và lời qua tiếng lại trong video có sự rằng co thách thức một số người can ngăn gần đó là ba phương tiện xe tải xe lôi tự chế và ô tô con xe con bị hư hỏng phần đuôi còn xe lôi chặn trước đầu xe con sự việc kết thúc khi có thêm người dân lên tiếng khuyên nhủ nhóm lãnh đạo xã nội dung bài đăng trên mạng xã hội đây là các lãnh đạo một xã ở huyện tân sơn nghi có hành vi tác động vật lý vào người dân và nhìn có vẻ trong tình trạng xây rượu gây tai nạn bài đăng đến thời điểm hiện tại thu hút được gần 1.000 lượt chia sẻ. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận, có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Ông Thăng cho hay, tìm hiểu ban đầu cho thấy sự việc xảy ra hôm 26 tháng 3 nhưng chúng tôi chỉ mới nắm được. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh. Chủ tịch huyện Tân Sơn Nguyễn Xuân Toản thông tin thêm, chúng tôi cũng chỉ vừa nắm được sự việc, bí thư huyện đã giao các cơ quan đảng và chính quyền xác minh sau đó sẽ có xử lý hiện các đơn vị chức năng huyện tân sơn đang xác minh làm rõ vụ việc quan điểm của huyện là xử lý nghiêm không bao che nếu xác minh có sai phạm